Trải nghiệm cuộc sống phú bà sang chảnh, dát toàn đồ hiệu chỉ với giá 0 đồng. Thử ngay với chiếc trend này đi thôi. Đã bao giờ bạn ghen tị với những cô nàng, anh chàng từ đầu đến chân dát toàn đồ hiệu, mua sắm không cần nhìn giá chưa? Không cần phải ao ước đâu, vì bạn cũng có thể trải nghiệm điều đó. Chỉ cần làm theo những hướng dẫn sau là được. Chọn một bức ảnh tự tin xinh đẹp của bản thân nhé. Rồi, vòng cổ hơn 880 triệu, có luôn. Hoa tai Bulgari hơn 300 triệu, cũng có luôn. Vòng tay Dior xương xương hơn 1 tỷ, đeo lên luôn nhá. Kẹp tóc kim cương này của Celine có lẽ là ít tiền nhất, 18 cụ, kẹp ngay lên tóc xinh thôi nào. Giỏ đi chợ 163 triệu của Dior, cũng thường thôi, chị muốn là có, để dưới đất cũng không sót lắm. Tô thêm chút son Chanel 4 củ khoai nữa nào. Và phấn má hồng Hermes hơn 2 triệu, đánh xương xương thôi nhá. Cao hứng nhuộm luôn quả tóc hạt rẻ 7 cụ nữa cho tinh thần sảng khoái. Đan. Cô nàng này cũng tương tự, nhưng khác với nàng kia, cô bạn có đam mê nhiều hơn với đồ make up. Tự nhận mình là người khiêm tốn nên cô bạn chỉ chọn chiếc kẹp tóc giá 140 triệu thôi. Vẫn là son Chanel hơn 4 cụ, đường các cô gái mê đắm. Đánh thêm chút phấn mắt đắt nhất thế giới xem thế nào. Lịch sử lặp lại, lại là phấn mã hồng Hermes gần 3 cụ. Không phải là không mua nổi hàng thật, mà là hàng online trông sang chảnh và giá trị hơn nhiều. Oh my God! Bạn nghĩ sao về chiếc trend ảo ma Trung Hoa này? Chia sẻ cùng TV Trends cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những câu chuyện thú vị.